Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một video xây bể bơi ở trong nhà. Thì tôi sẽ dọn hết tất cả những cái đồ phòng khách này đi ra ngoài và để lại một cái căn phòng trống trải. Sau đó sẽ bịt hết cửa lại. Sau đó sẽ xả nước vào và bơi. Ok. Hơi nhiều đồ này, bây giờ anh em đang thu đấy, rất là nhiều đồ. Đấy các bạn thấy, nhà rất là bừa. Thấy chưa? Rất là nhiều Lego. Giới thiệu các bạn, đây là cái bể bơi siêu to khổng lồ ở trong nhà của NTN. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là một cái thang chúng tôi dùng để tận dụng ra vào cái bể bơi trong nhà, bởi vì là cái tấm gỗ này nó rất là cao. Ui! Hiện tại đây đang là ngày thứ hai, tức là chúng tôi đã mất 24 giờ để bơm nước, nhưng mà nước mới đây được khoảng tầm 30 phân thôi. Các bạn nhìn này, đó, đây là cặn của nước máy rất là bẩn. Bẩn chưa? Chỉ một cái vòi này để xả vào đây rất là lâu, cực kỳ lâu. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng cái máy này để hút cặn. Bùn đất này cặn đầy này, đó cái vải màn chúng tôi lọc. Tôi đang phải đi vệ sinh cái hồ bơi trong nhà, bởi vì là nước máy ở đây bơm lên nó khá là bẩn, bên dưới là rất là nhiều cặn, đó các bạn thấy. Đang đi hút này, để mà hút hết cả cái bể bơi này sẽ mất khoảng tầm vài tiếng. Nên là tôi sẽ cố gắng hút sạch, sau đó sẽ nhảy xuống bơi. Hiện tại là có bể bơi để bơi rồi, nước trong kia đầy rồi. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu dập cầu dao, tắt công tắc đấy để cho nhà không có điện, và chúng tôi sẽ câu điện từ ti 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 ngoài kia vào trong đây bằng máy phát, sau đó sẽ treo hết tất cả dây điện lên bên trên để anh em nhảy trong đấy bơi an toàn. Chứ còn nếu mà để điện lưới trong nhà không may hở ra một cái là ẳng luôn. Ok, ngày này năm sau là ngày giỗ của tất cả anh em luôn, nên là phải chơi an toàn. Thì bây giờ tôi sẽ review qua bên ngoài, sau đó sẽ review vào trong bể bơi cho các bạn xem. Đây, đìa đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tít ngoài kia kìa, là cái máy phát cách nhà khoảng tầm mấy chục mét. Toàn bộ dây điện chúng tôi đi bên trên để cho nó an toàn. Ok, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu leo vào trong kia. Đấy, nhảy vào trong đây tắm, làm chuột bạch thí nghiệm trước. Không biết là nhảy vào có bị điện giật không, nhưng mà cứ phải vào mới biết được. Thì tôi sẽ tiên phong đi vào trước, anh em sẽ noi gương tôi đi vào sau. Ok, cởi áo ra đã. Rồi, bể bơi trong nhà to nhất từ trước đến nay của NTN NTN Nguyễn Thành Nam. Bể bơi trong nhà quá đẹp luôn. Mấy cái bể bơi trước ấy là không thể bơi được, nhưng mà riêng cái bể bơi này là bơi từ đầu cho đến cuối luôn.
quay cho anh em bơi kìa. Đấy các bạn thấy không, phải bơi trong nhà to như này bơi nó mới sướng. Trời ơi, máy quay không trúng nước anh em nhá. Thề luôn tôi không được bơi, tí nữa tôi bơi để cho mấy anh em cuỗi chán đi ra. Bây giờ tôi sẽ tổ chức cuộc thi bơi cho ba con ếch. Đấy, ba anh em sẽ bơi đến đây. Ai mà bơi qua được thành thì sẽ được 200.000. Ai mà không bơi qua được sẽ bị phạt nhá. 3, 2, từ từ, từ từ. Mới đến đến 2 thôi. Ham hố thế nhỉ. Rồi nhá, vào vị trí nhá. Bắt đầu nhá, 3, 2, 1, bắt đầu. Duy thắng rồi. Duy được 200.000. Hai ông kia phạt. Đấy, hai ông thua tự phạt nhau. Rồi, lên. Rồi, đi đi. Ok, bây giờ thì tôi với lại mấy thanh niên này sẽ solo với nhau. Đấy, lại một cuộc thi nữa. Tức là bây giờ chúng ta sẽ thi lặn. Ông nào mà lặn thắng tôi sẽ được 200.000. Ok, ok. Hoặc là ông nào lặn lâu nhất được 200.000. Ok. Chứ nói thắng tôi nhiều khi là hơi to mồm. 3, 2, 1. Chọn lên trước nha. Rồi chưa? Ê, điền thứ hai nhá. Ở đây có một lon Coca này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Một lon Coca còn nguyên vẹn. Đúng rồi. Rồi, lon Coca cái. Tôi bơi nãy giờ, bây giờ bụng tôi nó chửa lên rồi. À không phải bụng tôi mà không biết cái gì nó chửa lên lại. Ui. Ui, ui, ui. À không khí. Tôi biết tưởng không bị làm sao. Ui giời, trở lên nào. Trở lên nào, Duy, kẹp hạt thành này.
Đây là đằng sau bức tường, những cái gì các bạn không thể biết được là khi mà xả nước vào trong nhà nó như thế nào. Đây nó như thế này đây. Ra màn chưa? Nó đẩy nước trong nhà ra này. Thấy chưa? Ghê chưa? Cái này phải sơn lại tường nó cái chắc luôn. Ui. Siêu nhiều nước luôn. Rồi, đây là công đoạn tôi phải gọi như là rất là phê đấy, xả nước ra này. Ui. Ui. Tôi bắt đầu xả tiếp này. Tân. Nước từ nãy giờ vẫn không ra hết. Để ta chở. Đây. Có lẽ là tôi cũng không còn gì chia sẻ cả. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ video này. Bye bye. Chào các bạn nhá.